Sơn Tùng MTP bị chê diện đồ âm điểm, ban tổ chức sắp ngồi ra rìa khi lần đầu dự show Gucci tại Hàn Quốc. Nam ca sĩ hàng đầu showbiz Sơn Tùng MTP là gương mặt nghệ sĩ được xem là có đẳng cấp vượt bậc, tầm cỡ bỏ xa nhiều nghệ sĩ trẻ cùng thời hiện tại. Với gu ăn mặc cực chất, những sản phẩm hợp thị hiếu người nghe, nhan sắc không phải dạng vừa. Tất cả đã khiến cho cái tên Sơn Tùng MTP nhanh chóng phục sáng, trở thành sao nam được hàng triệu người biết đến và hâm mộ. Năm 2023, Sơn Tùng trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới mang tên Making My Way. Sản phẩm vừa được tung ra đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng gây bão mạng xã hội. Giữa lúc sức nóng của ca khúc mới chưa hạ nhiệt, thì Sơn Tùng MTP lại được khán giả bùng nổ hơn nữa khi thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu Gucci chọn anh làm Friends of House tại Việt Nam. Với danh xưng này, Sơn Tùng chính thức là nghệ sĩ Việt đầu tiên được Gucci để mắt đến và quyết định kết thân, hợp tác lâu dài. Trên thế giới, đứng cùng hàng với Sơn Tùng với vị trí này, rất nhiều ngôi sao cũng toàn là những gương mặt cộm cán, có thể kể đến như Jay Park, Elizabeth Olsen. Tối ngày 16 tháng 5, với tư cách là Fans of House, độc quyền của Gucci tại Việt Nam, Sơn Tùng cũng đã được xuất hiện và được mời đến tham dự show thời trang Gucci Cruise 2024. Xuất hiện tại cảnh Phúc Cung, Sơn Tùng chọn cho mình chiếc áo biker đụng vai nam tính với điểm nhấn là cổ áo bằng lông, phối cùng chiếc jeans dáng suông và đôi boot đỏ trầm cổ điển mũi nhọn. Với trang phục này, Sơn Tùng đã bị netizen đồng loạt chấm âm điểm, chê vì quá nhạt nhòa, mất cân đối cho người mặc.